bé gái bị bật cây xanh, bật gốc trong cơn mưa lớn đè trúng người, phải nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Liên quan đến vụ cây xanh bật gốc tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong cơn rông lốc chiều tối qua, ngày 7 tháng 10, khiến 4 người bị thương, trong đó có bé gái 6 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Cụ thể, bệnh nhi là LPI, 6 tuổi, quận 4, nhập viện trong tình trạng môi tái, gãy 1 phần 3 dưới xương quay cẳng tay phải. Bệnh nhi bị chấn thương do cây ngã đè khi đi xe cùng người thân trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1. Tính đến 14 giờ chiều ngày 8 tháng 10, bé vẫn đang thở máy thông số cao, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, sinh hiệu chưa ổn định, tiếp tục chống sốc, truyền phế, truyền chế phẩm máu. Kết quả siêu âm ghi nhận, người bệnh có tình trạng tràn dịch màng phổi phải, lượng nhiều, cấu trúc lách không đồng nhất, tụ dịch dưới bao lách, cần theo dõi chấn thương lách. Các bác sĩ chuẩn đoán bé bị sốc chấn thương, đa chấn thương do tai nạn giao thông, cây đè, chấn thương gan, lách, dập phổi, tràn dịch màng phổi phải, gãy 1 phần 3 dưới xương quay phải. Sau khi hội trần toàn viện, bác sĩ quyết định phẫu thuật ngực, bụng, thám sát để đánh giá vấn đề thủng tạng rỗng, cầm máu. Hiện bệnh nhi vẫn đang trong quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũng thông tin về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân trong vụ việc được chuyển đến điều trị. Liên quan đến vụ cây xanh, ở quận 1 Bật Gốc, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, bác sĩ Vũ Đức Nhân, phó trưởng khoa phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũng đã thông tin về tình hình sức khỏe mới nhất của hai bệnh nhân được chuyển đến để điều trị. Bệnh nhân nam 47 tuổi có chuẩn đoán hiện tại là gãy kín mỏm cùng vai trái, tăng huyết áp. Hiện tình trạng của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo. Bệnh nhân này đã xin xuất viện để qua bệnh viện Nhi đồng 2, chăm con gái cũng là nạn nhân trong vụ ngã cây. Bệnh nhân được đeo đai cố định vai trái, bác sĩ dặn dò phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm phải tái khám sớm tại cơ sở y tế gần nhất. Bệnh nhân nữ 45 tuổi có chuẩn đoán hiện tại là đa chấn thương, dập rách gan, hạ phân thủy, gãy xương sườn 4 đến 12, kèm tràn dịch màng phổi bên trái lượng ít. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, đã được chuyển viện an toàn từ bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu thêm. Như đã thông tin. Lực lượng chức năng quận 1 đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cây xanh bật gốc, đổ xuống đường, gây thương tích cho nhiều người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10, khi cây xanh cao khoảng 10 m đường kính 30cm, tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Triều, phường Đa Cao, quận 1, bị bật gốc trong cơn mưa lớn. Thời điểm đó, khu vực này có đông người qua lại, gây ùn tắc giao thông. Tối mùng 7 tháng 10, Lực lượng chức năng quận 1 khẩn trương khắc phục sự cố, làm rõ nguyên nhân vụ cây xanh bật gốc, đổ xuống đường, làm nhiều người bị thương. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, trong cơn mưa lớn, cây xanh cao khoảng 10 m đường kính 30cm tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Triều, phường Đa Cao, quận 1, bị bật gốc. Thời điểm trên, khu vực này có đông người qua lại. Theo nhân chứng, sự cố làm 4 người bị thương, trong đó 3 người phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây xanh chắn ngang đường, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Lực lượng chức năng quận 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý sự cố.